hôm tuần rồi, mẹ Khải gọi điện cho anh, ra tối hậu thư. Bà ra lệnh thứ bảy này, con phải đưa bạn gái về cho cả nhà xem mắt. Hạn cuối rồi đó, không có hẹn hò lần lửa gì nữa đâu. Anh dễ nảy, nhưng con chưa có bạn gái, thì đào đâu ra mà dắt về? Mẹ không biết, nếu vẫn chưa có, thì mất quyền lợi ráng chịu. Quyền lợi gì? Bà còn hầm, sẽ cắt bớt phần trong di chúc. Ông nói, không có vợ, thì làm sao mà giữ được của? Ồ, nếu nói cưới vợ, để được chia gia tài, thì con không quan tâm đâu nha. Khải chỉ có hai chị em. Chị Huyền lớn hơn 5 tuổi, theo chồng ra riêng lâu rồi. Dù vậy, vì ở sát bên cạnh nhà cha mẹ ruột, nên cũng coi như chung nhà. Huyền là con gái có hiếu, cả ngày qua lại, thăm nom, chăm sóc cơm nước cho cha mẹ rất chu đáo. Không như Khải, gần như nhập tịch luôn trong Sài Gòn. Quanh năm vắng nhà, thì còn ai vào đây lo được chuyện này? Từ lâu, anh đã loáng thoáng nghe về vấn đề ba mẹ đang soạn thảo di chúc. Nhưng anh thật sự cũng chẳng quan tâm lắm. Vì hai chị em rất thương yêu và tin tưởng nhau. Hơn nữa, anh rể Khải là một người đàng hoàng, tốt tính. Nên việc ba mẹ để lại tài sản cho ai thì cũng vậy thôi. Khải xuất thân con nhà gia thế. Từ nhỏ đã rất hoang đàng, ham chơi. Nhưng anh vẫn rất thương yêu cha mẹ. Ông bà năm nay đã khá già yếu. Anh không muốn làm cha mẹ buồn thêm. Mấy tuần nay, ba có vẻ không khỏe. Ông nói với bà, thằng Khải cứ lang bang kiểu này hoài. Không khéo, tôi chết sớm mà cũng chưa kịp có cháu nội để ẵm bồng, hủ hỉ. Thật ra, Khải có tài, có tiền, đẹp trai phong độ. Con gái xếp hàng nối đuôi dài cả cây số. Bạn thân của Khải là Hiển, thường mô tả thậm xưng như thế. Anh làm việc cho một tập đoàn nước ngoài, lương vài ngàn đô. Tiền kiếm nhiều, ăn chơi cũng lắm. Nhưng kỳ cục một nỗi, điểm lại những bạn gái đã đi qua đời anh, thì hình như Khải không thể nhớ trọn vẹn về một người nào. Năm nay, Khải đã 32 tuổi. Cái tuổi mà nhiều người đã yên bề gia thất, sự nghiệp ổn định, vợ con đùm đề. Nhưng anh thì vẫn chỉ quen phụ nữ theo kiểu tình một đêm để tìm khoái lạc. Phải nói, việc quá dễ dàng tán đổ một ai đó vừa mắt khiến anh đâm ra tự phụ, vì thấy đàn bà sao dễ dãi quá lắm. Tâm lý coi thường và thiếu tin tưởng vào sự chung thủy dần dần hình thành trong anh, khiến anh thấy cần gì phải lấy nhau khi vẫn thừa mứa đàn bà sẵn sàng phục vụ nhu cầu tình dục. Cho đến giờ này, anh thấy chỉ cần có tiền là có ngay đàn bà, mà là đàn bà trẻ đẹp đàng hoàng đấy chứ. Hơi đâu cứ phải cưới một bà vợ để suốt đời đeo phiền lụy vào thân. Cũng chính vì tư tưởng ích kỷ có phần hạ thấp phụ nữ đó, một mình cơm hàng cháo chợ, tình cảm lông bông, tiền kiếm nhiều nhưng tiêu hoang cũng lắm. Cho nên đến giờ này, anh vẫn chưa thể tạo dựng được cơ ngơi sự nghiệp gì ra hồn. Nghe mẹ thông báo như thế, anh liền lẩm nhẩm duyệt lại danh sách các cô gái đã lên giường với mình. Khải lắc đầu lẩm bẩm, bạn gái của mình là chỉ để ngủ, còn bạn gái theo nghĩa của mẹ là để cưới. Hay da, khác nhau quá. Dù nghĩ vậy, nhưng anh cũng tính thôi thì chọn bừa ra một em, coi như gần với tiêu chuẩn phụ nữ hiền thục nhất, để nhờ vả làm vật thế thân trong nhất thời. Chưa kịp suy nghĩ chín chắn, Khải đã hấp tấp bóc phone gọi cho Trâm. Đây là con bạn đẹp và hấp dẫn nhất trong số girlfriend và cũng khá thân thiết với anh, vì rất hợp nhau chuyện giường chiếu. Trâm con nhà giàu, tính dâm bà cố. Nàng khoái gu làm tình của Khải, nhảy đầm sexy điêu luyện như gái làng chơi.
Thậm chí, có khi Trâm ăn ngủ ở nhà Khải hàng tuần liền, vẫn chưa rời khỏi. Có lần trong lúc làm tình, cô nói với anh như thật. Sao mình không cưới nhau luôn cho rồi hả, anh yêu? Khải chỉ cười. Anh quá hiểu lối sống vật chất của nàng. Quen nhau để chịch thì rất tuyệt, nhưng để làm vợ thì phải cân nhắc đến 80 lần cũng chưa dám quyết. Anh say mê thân thể nàng, nhưng vẫn chơi với nhiều em khác. Và nàng thì cũng không kém cạnh anh về cái khoản mê trai đẹp. Ông nội anh cũng không dám liều mạng cưới nàng làm vợ. Nhưng có điều, Khải không biết rằng câu hỏi của Trâm là thật, chứ không phải một câu nói đùa. Nàng nghe nói nhà Khải rất giàu, nhà nàng cũng giàu, môn đăng hộ đối quá đi chứ. Khải vào thẳng vấn đề. Đi với anh về quê không? Ra mắt ba má chồng hả? Ok, đi liền. Ham lắm, chỉ đóng giả làm hôn thê cho anh thôi cưng. Tại ba anh thúc cưới vợ quá, nên phải diễn màn này để hoãn binh. Làm thiệt thì đi, còn diễn thì no. Ok. Thế thì thôi vậy. Thôi là sao? Là không tính đến chuyện diễn tuồng này nữa. Khi nào đủ yêu thì dắt về luôn. Ok. Không muốn thì thôi, làm gì dữ vậy? Nghe kiểu nói chuyện như thế, anh vội gạt nàng ra khỏi danh sách. Con nhỏ này ăn nói bạc mạng, khó uốn nắn. Về quê, lỡ làm ông già nhồi máu cơ tim thì còn khốn nạn hơn. Nghĩ kỹ, anh thấy chưa gì đã gọi cho em là hành vi thiếu múi. Dây vào nó, có khi lại rách việc. Rồi Khải nhớ đến Đào. Nhỏ này có thân hình đàn bà gợi dục nhất trong đám. Ngủ với Đào, anh luôn thấy hưng phấn, đạt khoái cảm cao nhất. Em là con nhà trung lưu, thích đua đòi chân diện, có tật đam mê mua sắm hàng hiệu. Nghèo nhưng cũng dám vay tiền mua túi sách Hermes lòe thiên hạ. Không được, phong cách của Đào sẽ bị đôi mắt tinh đời của chị Huyền bóc mẻ. Sẽ chửi Khải có mắt như mù. Chọn vợ kiểu đó, cưới về cho nó cắm sừng hay gì. Rồi ôi thôi, nào là Liên, Mai, Cúc, Trúc, tất cả đều khiến anh ngao ngán thở dài bỏ qua. Khải chán nản nghĩ, té ra bao lâu nay chơi gái như mình, mà rồi cuối cùng vẫn không chọn được em nào đạt tiêu chuẩn làm vợ, dù là vợ hờ đi nữa. Sao chán thế? Nhưng rồi đột nhiên Khải bỗng nhớ tới Cẩm Vân, một cô bé anh quen trong tháng trước. Sao tới giờ này mình mới nghĩ ra nhỉ? Chỉ là vì đây là cô gái duy nhất anh quen mà chưa kịp làm gì. Chuyện là thế này. Tối hôm đó, chàng theo đồng nghiệp trong công ty tới chơi ở một nightclub trên phố Tây. Ngồi bàn bên cạnh là một bầy con gái. Chàng nghĩ là con gái vì hình như cô lớn tuổi nhất chắc cũng chưa đến 25. Cả đám năm cô vui vẻ cười đùa, và ghê nhất là đang chia sẻ một chai Johnny Walker nhãn vàng pha với soda và nước ép táo. Bên bàn của Khải có bốn anh, và dĩ nhiên rồi, chỉ sau vài cú đá mắt cùng với mấy lời chào hỏi xã giao thì hai cái bàn được sáp nhập lại một cách nhanh chóng. Không cần quá lâu, Khải nhận ra ngay Cẩm Vân là người nhỏ tuổi, nhỏ con và có phần hiền lành nhất đám. Cô gái cương quyết không chịu uống rượu mà chỉ uống nước ép táo, ngồi yên lặng nhìn mọi người cười đùa tám chuyện. Trông cô bé hay hay nhỉ? Con nít học đòi ăn chơi đây mà. Và Khải quyết định làm quen. Anh sáng tới gần, ngồi xuống bên cạnh. Hey, nhóc con tên gì? Cô bé trố mắt nhìn anh, tỏ vẻ khó chịu. Sao gọi em là nhóc con? Vì anh thấy em bé quá, chưa đủ tuổi uống rượu. Anh nghĩ thế á,
Thì em đang uống nước ép táo đấy thôi. Em không biết uống rượu và cũng không thích. Trả lời câu hỏi của anh đi. Hỏi gì? À, em tên Vân. Anh tên Khải. Hân hạnh được làm quen với em. Lẽ ra phải gọi bằng chú mới đúng chứ nhỉ? Đừng thế chứ em, anh buồn à. Khải nghĩ bụng, con bé này cũng gớm lắm đây. Sau màn chào hỏi dài dòng, đầy kịch tính đó, thì cả hai trông thoải mái hơn. Anh biết Cẩm Vân đã 22 tuổi, tốt nghiệp đại học, đang học thạc sĩ và tạm làm nghề dạy kèm, kiếm tiền trang trải cuộc sống. Đám bạn đi chung hôm nay với cô, đa số là đàn chị đã đi làm, nhưng chưa ai có chồng. Khải hơi thích Vân vì trông cô thùy mị, có nét hấp dẫn kín đáo, với lối nói chuyện thông minh. Vân cũng ấn tượng anh chàng đẹp trai, ăn nói có duyên và ra vẻ người thành đạt. Nhưng điều cô không ưa là anh ta có vẻ già và hơi quá khôn khéo. Ngồi một lúc, trong không khí ồn ào, mọi người đang thi đua nốc rượu, thì Khải hỏi nhỏ Vân. Anh chưa ăn tối, em có muốn đi ăn với anh không? Chứ ở đây mà không uống thì ngồi làm gì? Sao anh không uống? Nhìn một bữa để làm bạn với em cũng tốt mà. Khéo nói ghê. Vậy anh định ăn gì? Em thích món Hàn không? Được đấy, lâu em chưa ăn lại. Không hiểu sao Vân cũng muốn rời đi khỏi chỗ này, vì sự xô bồ náo nhiệt quá khiến cô thấy mệt. Nên cô gật đầu đồng ý đi ăn với Khải. Hơn nữa, càng lúc cô càng thấy anh chàng này cũng khá thú vị. Vậy là cả hai chia tay bạn bè để xa lẻ rời đi tìm chỗ ăn tối. Ngồi trên chiếc BMW của Khải, Cẩm Vân hỏi. Hạ kính xuống được không anh? Ừ, để anh. Cô thích thú với không khí ban đêm mát mẻ ùa vào trong xe. Nhưng Khải lại nói. Thấy mát, chứ toàn là khói bụi ô nhiễm không hà. Thật ra trong cái đầu đầy sạn của anh chàng đang toan tính tìm cách đưa Vân vào nhà nghỉ. Lâu rồi anh mới lại đi chơi với một cô gái con nhà lành. Cảm giác háo hức, thật kích thích. Đến một quán ăn khá nổi tiếng do người Hàn Quốc làm chủ bên quận 7. Khi ngồi vào bàn, Khải ân cần hỏi Vân. Em thích món nướng không? Dạ thích. Vậy anh gọi bò Hàn Quốc nhé. Dạ, nhưng em nghe nói bò Hàn đắt lắm. Không sao, đãi em có đắt chút cũng được. Ngồi ngoài ban công trên lầu, gió buổi tối mát mẻ. Khi chủ quán mang thức ăn ra, Khải lại đề nghị. Món này ngon, không thua gì bò Kobe đâu nhé. Em ăn đi, uống chút rượu soju với anh nhé. Em không biết uống rượu, đã nói rồi mà. Ăn món Hàn, phải uống rượu soju thì mới đúng điệu. Em nhấp môi từng chút cho quen dần nhé. Em sẽ cố, nhưng không hứa trước à nha. Khi cả hai nâng ly, Khải nhìn Vân hào hứng nói. Chúc mừng cuộc gặp không hẹn trước của chúng ta nhỉ? Cẩm Vân cũng cười hưởng ứng. Một con nai tơ như Vân ngồi ngay trước mũi một con sói thì sao thoát nổi. Lúc đầu cô gái chỉ nhấp môi từng chút, 30 phút sau thì nốc cạn từng ly như một đệ tử lưu linh chính hiệu. Chính Cẩm Vân cũng biết mình đang vui vẻ quá đà. Lâu rồi cô chưa thấy phấn khích như vậy. Vân nói ríu cả lưỡi. Anh đừng có mà chê em con nít nhé. Anh chỉ đùa thôi mà. Lúc đầu em thấy anh dễ ghét lắm đó. Còn giờ thì sao? Cũng được được. Dĩ nhiên không ngoài dự kiến. Một giờ sau thì Vân ngất ngưỡng muốn gục xuống bàn. Khải dìu cô gái ra xe và đưa tới một khách sạn cũng tọa lạc gần đó. Vân cố hỏi Khải. Anh dắt em tới đâu đây? Nhóc con say rồi, kiếm chỗ cho em nghỉ thôi.
Sau khi vất vả dìu Vân lên phòng và đặt nằm xuống giường, cô nhỏ không còn cửa quậy và nằm im nhắm mắt lại. Khải ngồi xuống kế bên, ngắm nhìn cô gái, dường như đang thiếp đi với gương mặt thanh tú nhợt nhạt. Thì anh chợt xúc động. Một cô bé mảnh khảnh, vẫn còn vương nét ngây thơ. Anh choáng ngợp trước vẻ đẹp tinh khôi trên thân hình thiếu nữ. Khải nói lẩm bẩm với chính mình: nhỏ này dễ thương quá đi. Trong thoáng chốc, Khải cảm thấy áy náy và có chút mặc cảm tội lỗi. Chàng ngồi im lặng ngắm Cẩm Vân hồi lâu. Trong giây phút không kìm lòng được, anh cúi xuống định hôn lên đôi môi đang mở hé của cô gái. Nhưng đột nhiên, Cẩm Vân quay đầu qua một bên và giật mình mở mắt ra. Cô nhìn Khải trân trân như vẫn chưa nhận ra anh. Liền ngay sau đó thấy mình đang nằm trên giường, Vân hét lên kinh hoàng: trời ơi, sao vậy nè? Anh làm gì tôi? Thấy cô nhỏ hét to quá, Khải giật mình vội lấy tay che miệng cô lại. Anh lúng túng phân bua: không, không mà, anh có làm gì em đâu. Em say quá nên phải đưa em vào đây. Nhưng vừa nãy em thấy anh định làm gì đó. Anh xin lỗi, nhưng anh có kịp làm gì đâu. Cả anh lẫn em vẫn đang mặc quần áo đàng hoàng kia mà. Hình như bên trong con nhỏ này có một thứ bản năng tự vệ hay sao ấy. Sao nó tỉnh dậy đúng lúc thế chứ? Khải nghĩ vậy và thấy mình thật xui xẻo. Tự dưng dây vào con nít làm gì? Không khéo lại mang tiếng chứ chẳng chơi. Dĩ nhiên, sau khi thanh minh thanh nga một hồi, anh phải đưa nàng về ngay lúc ấy. Nếu không thì lớn chuyện. Sau bữa đó, Khải chưa lần nào gặp lại Cẩm Vân và cũng dường như quên bẵng cô gái. Thật ra quan điểm về đàn bà của Khải dường như ngày càng méo mó. Với anh, nếu một cô gái không đủ sức hấp dẫn khiến anh nghĩ tới chuyện thỏa mãn xác thịt, thì rõ ràng cô gái đó thiếu nữ tính và không thể làm người yêu của anh được. Cứ như phẩm chất của một gái hư luôn được anh đánh giá cao hơn. Nhưng rồi thực tế lại cho anh thấy tất cả những bạn tình đã qua của anh, dẫu thừa mứa estrogen, thì vẫn thiếu yếu tố cốt lõi để có thể trở thành một cô vợ hiền lý tưởng. Vậy thì Khải muốn gì? Sở thích và quan điểm cực đoan của anh trở nên viển vông. Vì rõ ràng trên đời này làm gì có đàn bà hoàn hảo đến thế. Mà nếu có thì anh cũng chưa bao giờ thấy. Trở lại với Cẩm Vân, cái đêm bên cạnh nàng, Khải chỉ thấy xúc động bâng khuâng mà trong lòng chẳng hề gợn chút ham muốn xác thịt nào. Và anh nhận ra nàng thiếu sự hấp dẫn giới tính một cách nghiêm trọng. Yêu mà không thèm muốn nhau thì yêu làm gì? Khải không thèm quan tâm đến cô nữa chính là vì lý do đó. Nhưng hôm nay thì anh quyết định nhờ đến Cẩm Vân. Thử gọi thôi, chứ cũng không chắc nàng sẽ đồng ý. Phải tới lần gọi thứ hai, cô nhỏ mới bắt máy. Alo, xin lỗi, ai ạ? Thật quê quá đi mất. Em không lưu số của anh sao? Khải đây. Phải yên lặng mất mấy giây, cô gái mới lên tiếng. Ồ, em nhớ rồi. Xin lỗi anh, em quên không có lưu tên. Không sao, hôm nay em có lúc nào rảnh không? Đi ăn món hàng nữa hả? Nếu em muốn. Bị cô nào cho leo cây hay sao mà bữa nay gọi cho em? Làm gì có cô nào, tại anh bận quá thôi. Có thể gặp anh một chút không? Dạ, tối em mới rảnh. Mà việc gì vậy anh? Có nhất thiết phải gặp không? Sao anh không nói luôn đi? Chuyện dài dòng em à. Tối nay gặp nhau nhé. Em muốn mấy giờ? Thôi cũng được. 7 giờ đi anh. Khải thở phào. Thật là hú hồn. Cứ tưởng cô bé từ chối rồi chứ.
Cả tháng qua, Cẩm Vân cũng có vài lần thoáng nhớ tới Khải. Cô tự tìm hiểu về anh chàng qua bạn bè, thì biết anh là một business manager cho một nhãn hàng khá nổi tiếng. Cô nghe mấy chị bạn kháo nhau về năng lực làm việc lẫn mức độ đào hoa nổi tiếng của Khải. Có chị còn nói với cô: "Anh chàng rủ em đi ăn là đặc sắc nhất trong đám hôm đó đấy." Nhưng cô thì lắc đầu nghĩ bụng: "Ai mà yêu ông này, chắc không sớm thì muộn cũng đau tim mất thôi." "Cho địa chỉ nhà em, tối anh tới đón." "Dạ, anh cứ đón em chỗ đầu hẻm hôm trước ạ." Đúng 7 giờ tối, Khải lái xe đến. Gặp cô đứng đợi ngoài đầu ngõ, anh tròn mắt ngạc nhiên khi thấy nàng ăn diện khác hẳn lần gặp trước. Cẩm Vân mặc một cái đầm dài màu đen, trông thật thanh lịch, quý phái, khiến Khải nhìn đăm đăm, không rời mắt. Cô gái thấy ánh mắt của Khải nên tỏ ra ngượng nghịu: "Anh nhìn thế em xấu hổ quá à." "Ồ, em thật là đẹp." "Thế lần trước em không đẹp à?" "Đẹp, nhưng style hôm đó khác." Lần này Khải đưa nàng tới một nhà hàng kiểu Pháp yên tĩnh ở quận 3. Lúc ngồi đối diện nhau, Cẩm Vân hỏi ngay: "Sao bữa nay muốn gặp em?" "Anh muốn nhờ em một việc." "Ồ, nhưng em thì giúp gì được cho anh?" "Được chứ, quá được là đằng khác. Nhưng xác suất bị em từ chối cũng không nhỏ." Lần này thì Vân sốt ruột thật sự: "Anh làm em tò mò quá à." Khải tỉ tê cho biết cha mẹ muốn anh cưới vợ gấp. Ít ra cũng phải giới thiệu bạn gái mà anh xem là hôn thê vào cuối tuần này khi anh về thăm nhà. Anh nói: "Ba đang ốm, anh muốn làm ông yên tâm một chút." Chàng ấp úng chưa biết phải nói thế nào. Cẩm Vân cũng sốt ruột không kém: "Nghĩa là sao hả anh?" "Anh muốn nhờ em đóng vai người yêu của anh được không?" "Đóng giả là fiancé đó hả?" "Đúng vậy." Cẩm Vân nhìn Khải, nghiêm trang hỏi: "Rồi sau đó thì sao? Anh định làm cha mẹ yên lòng bằng một màn đóng kịch ư?" "Hay, trước mắt anh chưa có ai, thì đành phải diễn chứ sao?" Cô trố mắt nhìn anh: "Anh vậy mà vẫn chưa có người yêu, khó tin quá nhỉ?" "Nếu có thì anh gọi em làm gì? Thiệt tình á, cứ vặn vẹo hoài." "Thôi rồi, kế hoạch ra sao? Đi bao lâu? Tháp tùng với anh chuyến này thì em được gì?" "Đi một tuần. Em được chuyến du lịch về quê anh miễn phí. Và anh trả công em 20 triệu. "Ok." Vân hơi khựng lại một chút vì con số Khải đưa ra. Cô cười vang: "Wow, có lý ha. Đi chơi một tuần, được 20 triệu. Anh giàu nhỉ?" Khải im lặng. Anh có vẻ hơi bực bội vì câu chế giễu của Vân. Anh hỏi: "Sao? Trả lời anh đi. Nếu không được thì anh còn tìm người khác. Mà nói cho em biết luôn nha, nếu là người khác, anh chỉ trả có 10 triệu thôi. Có khi còn rẻ hơn." "Sao lạ vậy? Em có giá thế kia cơ đấy." "Chính xác. Anh đánh giá em cao hơn nhiều vì anh có thể yên tâm về em được. À mà này, em liệu có thể xin phép được ba mẹ cho vắng nhà một tuần không?" Vân nhìn anh, đột nhiên cô trở nên lặng lẽ: "Em đâu cần phải xin phép ai." "Ồ, thế ba mẹ em ở quê à?" "Quê em là Sài Gòn chứ ở đâu nữa anh." "Ồ, nhưng em nói khó hiểu quá. Mà nếu không muốn thì đừng nói, không sao cả." Vân kể vắn tắt cho anh biết là mẹ mất lúc cô mới 5 tuổi. Từ nhỏ sống với ông bà ngoại. Gia cảnh bên ngoại nghèo, cô quen với cách sống và suy nghĩ độc lập, không ngại sự cô đơn, thiếu thốn. Khải kinh ngạc thật sự. Nếu không hỏi thì làm sao anh biết hoàn cảnh riêng tư của cô lại éo le đến thế? Anh thắc mắc:
Thế còn ba em? Nhà ngoại không thích ba, nên cấm đến gần em. Ông sống một mình, rồi sau đó lập gia đình khác. Hai cha con chỉ lén lút gặp nhau, như tình nhân vậy. Mắt Cẩm Vân sáng lên khi nói về cha. Khải im lặng. Anh không ngờ cuộc đời cô bé này cũng thật nhiều bí ẩn. Anh hỏi nhỏ, thế em có giận ba không? Có. Em thương ba, nhưng vẫn giận ba. Vì ông không ở gần em, không dành cả cuộc đời cho em. Con gái ích kỷ quá phải không anh? Ừ, anh hiểu mà. Thấy không khí có vẻ ẩm ương bất ngờ, Khải nói sang chuyện khác. Thôi, không phải xin phép ai thì khỏe rồi. Cho em đêm nay để suy nghĩ nhé. Anh đồng ý. Lúc chở Cẩm Vân về nhà, trước khi bước xuống xe, cô nói với Khải. Cảm ơn anh đã đánh giá em cao hơn người ta. Mai em gọi nhé. Good night. Về đến nhà, Vân cứ băn khoăn về lời đề nghị lạ lùng của anh chàng này. Thật kỳ cục. Nổi tiếng đào hoa như vậy, mà sao lại chưa có người yêu nhỉ? Cô làm sao hiểu nổi cách sống và quan điểm của một gã bad boy trí thức như Khải? Có thể anh chàng sống buông thả với phụ nữ dễ dãi, nhưng lại không có lấy một người tình đúng nghĩa thật sự. Nhưng kệ đi, đó là việc của hắn. 20 triệu không phải là số tiền nhỏ, có thể giúp cô đỡ lo cả tháng. Hơn nữa, chưa bao giờ Vân được ra Đà Nẵng. Đây là dịp được đi tham quan miễn phí từ Sài Gòn ra tới miền Trung. Chỉ nghĩ thôi đã thấy háo hức. Có lẽ anh sẽ chở cô đi bằng ô tô chứ nhỉ? Hay là đi máy bay? Xa như thế, sao lấy xe nổi? Cô nghĩ để mai sẽ hỏi anh ấy. Nhưng cô chưa kịp trả lời thì mới 7 giờ sáng, Khải đã gọi. Alo, sao em gái? Quyết định chưa? Sốt ruột ghê nhỉ? Em đồng ý đi với anh. Vậy em chuẩn bị đi, sáng mai khởi hành. Ủa, mai mới thứ tư, sao anh bảo cuối tuần? Ba anh ốm nặng hơn, phải nhập viện rồi. Dạ, em chuẩn bị liền. Mình đi máy bay cho nhanh hả anh? Không, đi bằng xe của anh. Ba ốm nhưng cũng không có gì nguy kịch. Tại anh lo lắng quá nên muốn về sớm. Dạ. Thế là Cẩm Vân tất bật thu xếp công việc. Cô phải gọi điện đến các điểm dạy kèm xin nghỉ đột xuất một tuần vì phải về quê chăm người ốm. Vân buộc phải bịa chuyện để mong sự thông cảm. Ngày hôm sau, mới 6 giờ sáng, Khải đã qua đón Cẩm Vân. Khi tới đầu hẻm, nhìn cô gái mặc quần tây, áo sơ mi trắng y hệt như một nhân viên văn phòng, xách vali kéo đứng đợi, thì Khải tròn mắt ngạc nhiên. Anh chưa từng nhìn thấy bộ dạng nhu mì của cô kiểu này. Nhảy xuống xe, đỡ vali cho vào cốp xong, chàng mở cửa bên phụ hàng ghế trước cho nàng. Khải tươi cười nhìn Cẩm Vân, nói mà như khen ngợi. Anh suýt không nhận ra em. Thì anh bảo em phải sắm vai cho chuẩn mà. Hơn nữa, cầm tiền của người ta, phải làm ăn cho đàng hoàng chứ. Ừ ha, tiền của em đây, em cất đi. Chàng mở hộc táp lô, lấy ra một phong bì đưa nàng. Cô gái nheo mắt. Vừa được đi chơi, vừa có tiền, thích ghê. Nhìn bộ dạng trẻ con của Vân, Khải bật cười. Về quê chăm người ốm đấy, để coi có thích nổi không. Em thích mà. Em gài seat belt tử tế vào. Hôm nay phải lái xe tới tối mới về tới nhà. Chuẩn bị tinh thần chưa? Dạ rồi, anh cứ lái xe cẩn thận. Mà này, em nghĩ đi xe khách cũng được. Sao phải tự lái cả ngàn cây số về anh? Mệt lắm đó. Ở ngoài đó cả tuần lễ, anh lấy xe đâu chở em đi lòng vòng? Ừ nhỉ, nhưng mượn xe máy di chuyển cũng được mà. Thật không?
Thôi, anh thích lái xe hơi hơn. Mình cùng thưởng thức cuộc hành trình. Em sẽ thấy quê hương đẹp lắm, tha hồ ngắm cảnh. Dạ, em chưa được đi như vậy bao giờ. Ngắm vẻ vui tươi hí hửng như trẻ con của cô bé khiến Khải thấy thú vị. Anh nói, anh em mình đi ăn sáng cái đã, không thể để em đói được. À, em có bị say xe không? Anh mang thuốc phòng hờ cho em đây. Ồ, tốt quá, em cần uống. Nếu không là ói đầy xe của anh luôn. Cô thầm nghĩ, hóa ra anh chàng này cũng chu đáo ra phết nhỉ. Nhưng sự háo hức ban đầu nhanh chóng biến thành mệt mỏi chỉ sau nửa ngày ngồi trên xe. Lúc đầu, Vân còn chăm chú ngắm cảnh, thỉnh thoảng lại thắc mắc hỏi han khi thấy điều mới lạ trên đường. Nhưng khoảng 1 giờ sau, thì cô bắt đầu vạ vật, ngủ gà ngủ gật. Khi xe chạy ngang qua địa phận Bình Thuận, thì Vân ngoẹo đầu, tựa vào góc thành ghế ngủ say sưa và không còn ngắm trời trăng mây nước gì nữa. Nhìn dáng ngủ thoải mái của cô nhỏ, Khải chợt thấy buồn cười. Anh vội tấp xe vô lề, lấy cái gối tựa và làm cô thức giấc. Anh nói như trêu chọc. Em ngồi sai tư thế lâu quá, coi chừng bị trặc cổ, đau lắm đó. Khải phóng xe khá nhanh, vậy mà đến gần 2 giờ chiều cũng chỉ mới tới được Nha Trang. Anh sốt ruột nghĩ bụng, nếu được chạy thoải mái, không bị hạn chế tốc độ thì có lẽ tới sớm hơn nhiều. Đánh thức Vân dậy, anh nói: Nhóc con, dậy đi ăn nào, sáng giờ toàn ngủ không à. Cô gái cười ngượng nghịu: Sao em buồn ngủ đến ríu mắt lại luôn đó, kỳ quá à. Đúng là con nít. Anh tiếp tục cho biết, dọc đường về miền Trung có rất nhiều hải sản, nhưng để về tới quê hãy ăn nhé, vì tươi ngon và rẻ hơn, lại có thì giờ nhâm nhi. Còn bây giờ mình ăn cơm thôi, cho chắc bụng để lái tiếp. Kiểu này không khéo đến nửa đêm cũng chưa về tới nơi. Ồ vậy hả anh? Mà anh có mệt lắm không? Anh quen rồi nên không thấy mệt. Nào đi ăn, rồi lát lên xe ngủ tiếp. Anh trêu em hoài. Mà đúng vậy thật, lên xe không lâu thì cô bé lại lăn ra ngủ. Lần này Cẩm Vân thu mình cuộn tròn trên ghế như một con mèo. Nhìn cô ngủ li bì, Khải lắc đầu nghĩ thầm: Thiệt tình á, chưa thấy nhỏ nào ngủ nhiều như nhóc này. 9 giờ tối, xe về tới địa phận Tam Kỳ. Lúc cả hai xuống xe ăn cơm gà thì Khải nhận được cuộc gọi của mẹ. Con về tới đâu rồi? Dạ đang ở Tam Kỳ ăn tối. Vậy là về tới đây khuya lắm. Con về thẳng nhà luôn đi nhé, mai hãy vào bệnh viện thăm ba. Dạ không, con tới bệnh viện luôn. Đúng là vậy thật. Về tới Đà Nẵng thì đã gần 12 giờ đêm. Khải lay Cẩm Vân dậy. Cô bé dụi mắt ngáp dài. Tới rồi hả anh? Chưa đã hả nhóc? Trời ơi, coi còn ngáp ngủ kìa. Dạ em tỉnh rồi. Bây giờ anh đưa em về nhà, cho em tắm rửa và ngủ tiếp một giấc. Sau đó anh sẽ quay lại bệnh viện thay thế để mẹ về nghỉ ngơi. Không, em muốn vô bệnh viện với anh hả? Em không mệt chứ? Em khỏe như trâu, ngủ cả ngày rồi mà. Thiệt là bó tay em luôn. Phải nói rằng cảm giác đi với Vân thật nhẹ nhàng, dễ chịu. Khải thấy cô bé dễ dàng thoải mái, không mè nheo đòi hỏi như đa số tụi con gái mà anh từng giao du. Chỉ nổi cái việc lo ăn không cũng đã hết ngày giờ. Vô tới bệnh viện, vừa bước vào phòng bệnh khoa tim mạch, Khải nhìn thấy mẹ đang ngồi ghế bên cạnh giường ba, còn ông thì đang say ngủ. Bà ra dấu im lặng rồi ngoắc cả hai bước ra ngoài cửa. Ba con mới ngủ được một chút nên ra ngoài này nói chuyện cho thoải mái. Khải giới thiệu: Đây là Cẩm Vân, bạn của con đó mẹ. Vân khoanh tay cúi đầu theo kiểu
y như học sinh cúi chào thầy cô giáo. Dạ, con xin chào bác ạ. Mẹ Khải bật cười, xoa đầu cô. Chào cháu, con gái ngoan quá. Bà quay sang hỏi Khải. Hai đứa mệt không? Sao con không đưa em về nhà cho nó ngủ? Sáng mai hãy qua. Không ạ, để con chở mẹ về nghỉ rồi sẽ quay lại đây. Cẩm Vân giơ tay xin phát biểu. Cô rụt rè nói. Dạ, theo con thì bác và anh Khải về ngủ đi ạ. Một mình con ở đây canh chừng cho bác trai được rồi. Thế con không biết mệt à? Đi cả ngày đường chứ ít gì. Khải chen vào. Mẹ đừng lo, em nó ngủ trên xe cả ngày rồi. Chỉ thức có hai lần. Lúc ăn trưa ở Nha Trang và lúc ăn cơm gà ở Tam Kỳ ban tối. Mẹ Khải mỉm cười. Thôi thì bác với Khải về ngủ. Con trông ổng hộ bác nhé. Chả phải làm gì đâu, ổng khỏe rồi. À mà này, có cái ghế bố, con bật ra nằm nghỉ tốt lắm. Dạ, bác để mặc con ạ. Lúc Khải đưa mẹ ra bãi đậu xe, bà khen. Con gái nhà ai vừa xinh vừa ngoan vậy? Thế hả mẹ? Con chọn bạn gái khéo lắm. Nó là người tỉnh nào? Thấy nó giọng Sài Gòn. Thì dân Sài Gòn gốc đấy chứ. Ồ vậy à, con gái Sài Gòn mà ngoan thế đấy. Mẹ nói sao vậy? Ở đâu mà chả có người này người khác. Trên đường về, bà cứ khen cô gái nức nở, khiến Khải vừa thấy hãnh diện nhưng cũng không khỏi lo lắng. Còn Cẩm Vân vào phòng, ngồi xuống bên cạnh giường ba Khải. Ông nằm quay mặt ra ngoài nên cô có dịp quan sát và phát hiện Khải giống cha như đúc. Nhìn là biết ngay cha con, không sai một nét. Cô mỉm cười, ngồi xuống ghế bố. Không gian yên tĩnh trong bệnh viện ban đêm khiến chỉ một lúc sau thì Vân cũng gà gật một hồi rồi ngủ thiếp luôn sau đó. Chỉ mãi đến khi tiếng động do điều dưỡng đẩy xe thuốc vào trong phòng vang lên thì cô mới giật mình thức giấc. Lúc ấy trời đã gần sáng. Nhìn về phía giường bệnh, Vân thấy ba Khải đang ngồi tựa lưng vào tường, nhìn cô cười tủm tỉm trong lúc điều dưỡng đo nhịp tim và huyết áp cho ông. Sau khi xong xuôi, cô lại gần cúi chào và nói bằng giọng ngượng nghịu. Thưa bác, con là bạn của anh Khải ạ. Xin lỗi bác, con ngủ quên mất. Bác biết rồi, thằng Khải vừa gọi cho bác. Ai lại để con bé ngồi trong chừng thế này, sau khi đi cả ngàn cây số ra đây chứ. Thiệt là cái thằng vô ý quá. Dạ không đâu ạ, tại con đoản quá, trong chừng người ốm mà ngủ như chết. Anh Khải hôm qua lái xe mệt lắm ạ. Không sao đâu con, tụi bay về tới đây là bác khỏe rồi. Hình như sáng nay xuất viện luôn hay sao ấy. Ủa vậy à bác? Dù chỉ mới tiếp xúc với ba mẹ Khải, nhưng Cẩm Vân thấy ấm áp và gần gũi lạ lùng. Có lẽ cuộc sống thiếu thốn tình cảm gia đình đã lâu khiến cô háo hức đón nhận sự sum họp này như là của chính mình vậy. Cũng trong buổi sáng, bác sĩ thông báo cơn đau thắt ngực của ba Khải đã được khống chế. Và theo kiểm tra thì chưa cần đặt stent để nong mạch vành. Do đó, ông được cho xuất viện luôn. Chỉ cần về nhà uống thuốc và chú ý theo dõi. Đến trưa thì Khải đưa ba và Cẩm Vân về nhà. Anh nói như ngầm dặn dò cô gái. Chị Huyền nôn nóng gặp em lắm đó. Dạ. Nhà Khải tọa lạc bên bán đảo Sơn Trà. Khi xe chạy vào cổng một khu biệt thự tuyệt đẹp thì Cẩm Vân thực sự bất ngờ và kinh ngạc về độ giàu có của gia đình anh. Cô choáng ngợp trước sự sang trọng trong cách bài trí nội thất. Nó vượt quá sức tưởng tượng của nàng về gia thế của Khải. Vẫn biết anh chàng này là con nhà giàu, nhưng cô không sao hình dung là lại giàu có đến mức ấy. Nhìn tòa nhà lộng lẫy, cô tưởng mình như cô bé lọ lem đang ở trong phim Hollywood, chứ không phải ngoài đời thật. Tự nhiên, sự háo hức trong cô tắt ngấm và biến thành nỗi mặc cảm mơ hồ, cũng như cảm giác lạc lõng lại xuất hiện
khiến cô thấy khổ sở và chỉ muốn quay về. Nhưng bất giác Vân sực tỉnh và tự nhủ thầm: nghĩ gì thế đồ ngốc, mình đang đóng kịch để lấy 20 triệu, chứ có phải thật đâu mà mơ tưởng. Nhưng kể từ lúc đó, Cẩm Vân không sao còn thấy hồn nhiên và thoải mái như lúc mới đến bệnh viện đêm trước. Chỉ có ba má Khải là vui nhất. Ông bà thấy thằng con trai bạc mạng của mình hóa ra cũng biết chọn vợ đấy chứ. Con bé xinh xắn dễ thương, ăn nói lễ phép, lại biết cư xử nữa chứ. Mẹ Khải hỏi chồng: ông thấy con bé thế nào? Tôi chấm. Còn bà? Tôi cũng vậy. Vậy bà kêu cả nhà con Huyền qua. Chiều nay mình đi nhà hàng ăn mừng dâu mới một bữa nhỉ? Đồng ý. Nhưng bác sĩ bắt ông kiêng khem thế nào có nhớ không? Tôi nhớ rồi. Đừng làm tôi cục hứng chứ bà. Chiều hôm đó, cả nhà ra bãi biển Sơn Trà ăn hải sản. Trong không khí ấm cúng vui nhộn, Huyền nói nhỏ với Khải: cậu giỏi lắm nha, cho cậu 100 điểm. Vũ Di? Thì Cẩm Vân. Cậu dắt em nó về, cả nhà ai cũng thích. Em chọn mà. Miệng thì nói vậy, nhưng anh bắt đầu thấy hoang mang, không biết tình cảm thực sự của mình ra sao nữa. Chỉ mới gần 2 ngày bên nhau, chính anh cũng thấy lòng mình đổi khác. Mỗi lần ở gần bên Cẩm Vân, anh đều thấy vui vẻ và hạnh phúc. Thứ hạnh phúc nhẹ nhàng bản lãng len lỏi vào hồn như sợi tơ mềm nhưng buộc chặt. Nhưng riêng Cẩm Vân thì ngồi im, dường như biến đâu mất sự lanh lợi vô tư ban sáng. Cô gái chợt thấy lo lắng, nếu lỡ có sơ suất thì màn kịch sẽ vỡ lở, gây họa cho Khải, và không còn mặt mũi nào nhìn mọi người. Ba má Khải tưởng Vân còn bỡ ngỡ nên ân cần thi nhau chăm sóc cô. Bà nói như ra lệnh: con gái phải ăn nhiều vào, phải mập mạp khỏe mạnh, mai mốt mới làm mẹ được chứ. Con gái gì mà ốm yếu thế này? Dạ con khỏe mà. Khải đỡ lời: người ta y như người mẫu vậy mà mẹ chê ốm yếu. Hết nói nổi. Trời ơi, chưa gì mà xem cậu ấy bên vợ kìa. Huyền trêu chọc. Mẹ Khải cười phân bua: mẹ phải nói thế cho nó ăn chứ, tụi bay thiệt tình á. Tự nhiên Cẩm Vân muốn ứa nước mắt. Cô thực sự cảm động khi thấy tình cảm nồng ấm của những người mới quen dành cho mình. Cô tạm quên những băn khoăn để cố hòa nhập vào cái không khí gia đình mà cô từng ao ước. Ngay lúc ấy, chợt điện thoại của Khải rung lên. Lấy ra xem thì thấy Trâm gọi. Anh nói với ba mẹ: con ra ngoài nghe phone một lát ạ. Anh bước ra xa khỏi bàn ăn. Alo, anh đây em. Tối nay gặp nhau đi anh, em tới nhà nhé. Ồ không, anh đang ở Đà Nẵng rồi. Hey, chán thật. Khi nào anh về? Khoảng 1 tuần em à. Trời ơi, sao đi lâu thế? Anh nói em nghe rồi mà. Ba anh bệnh. Ừ nhỉ. Vậy thôi nhé, cho em gửi lời thăm bác. Ok, cảm ơn em. Nghe phone của Trâm xong, bỗng dưng Khải mơ hồ thấy lo ngại. Nhưng rồi anh lắc đầu xua đi ý nghĩ vẩn vơ đó. Còn Trâm thì khác. Cô vẫn tiếp tục nghĩ ngợi toan tính. Anh Khải về quê một mình hay đi với con mắm nào? Hôm anh ấy gọi nhờ vả, vừa mới nói vài câu yêu sách thì đã vội tắt ngang bỏ lửng. Bực mình quá đi. Về quê 1 tuần cũng không thèm báo cho hay 1 tiếng nào. Rõ ràng Khải không thèm quan tâm đến mình. Cứ nghĩ tới nghĩ lui như thế, Trâm lấy phone ra gọi cho Hiển, bạn Khải. Alo, anh Hiển ạ, em Trâm đây. Chào em, sao tối nay gọi cho anh? Anh biết anh Khải đang ở đâu không? Em gọi từ chiều giờ, không thấy anh bắt máy. Trâm bịa chuyện. Ồ, nó về Đà Nẵng rồi.
Hình như đưa bạn gái ra mắt ba má thì phải. Em chưa nghe gì sao? Em không biết. Cô đó là ai vậy anh? Chợt Hiển thấy lo ngại. Không biết mình có đang nói lung tung không nữa. Anh biết Trâm là bạn tình của Khải, nhưng cũng biết rõ bạn mình đời nào có ý định nghiêm túc với Trâm. Một con nhỏ dân chơi thứ thiệt. Ông nội ai mà dám cưới. Thậm chí có lần Trâm còn định cặp với anh khi hai đứa nó xích mích chuyện gì đấy. Hiển nói: Anh không rõ lắm đâu. Sao em không hỏi Khải? Chắc cậu ấy đang bận gì đó. Lát em gọi lại thử xem. Dạ em biết rồi. Cảm ơn anh. Và cô bực bội kết thúc cuộc gọi. Trâm ăn dầm nằm về ở nhà Khải nhiều lần, nên cũng biết khá rõ gia cảnh nhà anh. Chính cô cũng từng có ý nghĩ muốn lấy Khải làm chồng. Nhưng vì là dân chơi, biết tẩy của nhau quá rõ, nên ý định đó chưa khi nào được nghiêm túc tính đến. Cô còn nhớ có vài lần xem album ảnh chụp căn villa tuyệt đẹp của nhà Khải. Anh cao hứng nói đó là một biệt thự khá nổi bật. Tới sân trà hỏi về gia đình anh, hầu như ai cũng biết. Không được rồi, mình sắp mất cơ hội, phải bay ngay ra đó gấp. Dù chuyện có như thế nào, cô gái mà Khải dắt về nhà là thật hay giả đi nữa, thì cô cũng chẳng cần quan tâm. Chỉ biết rằng lần này phải nói cho ba má Khải biết về quan hệ của hai đứa. Không xông vào hang, làm sao bắt được cọp cơ chứ. Chắc chắn sáng mai cô sẽ đáp chuyến bay sớm ra Đà Nẵng. Đến tối khuya, cả gia đình Khải mới rời khỏi quán ăn. Vừa đưa Vân về phòng mình, cô bé đứng lơ ngơ nhìn cái giường rộng mà băn khoăn không biết tối nay mình sẽ ngủ như thế nào, thì có chuông điện thoại của Khải. Anh bắt phone. Alo. Dạ mẹ. Con qua đây ba mẹ hỏi chút. Dạ. Chàng nói với Cẩm Vân: Em nằm nghỉ tạm đi, đợi anh qua gặp mẹ một chút, lát anh thu xếp. Nhưng em không ngủ ở đây đâu. Thì ra ba mẹ Khải gọi con trai và Huyền về phòng để tìm hiểu thêm về con dâu tương lai. Ông bà gặng hỏi Khải về gia thế của Cẩm Vân. Anh thật thà kể hết hoàn cảnh côi cút và khó khăn của cô từ lúc còn thơ ấu. Chính anh cũng tự hào khoe thành tích học tập đáng nể của cô bé. Mọi người tỏ ra hết sức thán phục tính cách độc lập và tinh thần hiếu học của nàng. Mẹ Khải nói với con trai: Mẹ thấy thương con nhỏ quá. Thật là tốt khi con quen được nó đấy. Huyền phụ họa: Con thì nghĩ sao người như bé Vân lại chịu quen với cái thằng hư hỏng này chứ. Bà nạt con gái: Cứ nói em mày như thế. Khải thật sự bối rối trước chuyển biến thuận lợi đến bất ngờ của câu chuyện dàn dựng này. Cẩm Vân đang chiếm trọn tình cảm của cả nhà. Sẽ thật tệ khi sự thật được phơi bày. Ngay cả Khải, nếu bây giờ anh muốn chuyện này là thật, liệu Cẩm Vân có cự tuyệt anh không? Anh biết mình quá xấu xa so với bản chất ngây thơ thánh thiện của cô. Ba Khải dặn dò con trai: Thời buổi này á, không dễ gì tìm ra đứa con gái được cả người lẫn nết như con bé. Con phải đối xử tốt với nó đấy. Đừng có quen thói ăn chơi hoang đàng nữa. Lo tu tỉnh lại đi. Dạ. Chàng quay sang mẹ: Mẹ à, cho con mượn chìa khóa phòng dành cho khách đi ạ. Bà ngạc nhiên: Để làm gì thế con? Thì lấy phòng cho Vân chứ sao nữa. Huyền cười trêu em trai: Tu tỉnh thật đấy nhỉ. Thật ra Khải cũng không có tâm trạng đâu nữa để dụ dỗ Cẩm Vân ngủ chung phòng với mình. Vả lại anh biết đó là một việc còn khó hơn lên trời. Sáng hôm sau, Khải xin phép ba mẹ chở Cẩm Vân đi tham quan thành phố Đà Nẵng. Anh nói với cô: Em muốn lên Bà Nà Hill ngắm cảnh không? Ồ, em nghe nói nơi đó đẹp lắm. Thích quá đi. Tụi mình đi ăn sáng xong, anh sẽ đưa em lên đó. Cũng hơi xa, phải ăn no trước cái đã. Cả hai đi ăn mì Quảng trong một quán khá nổi tiếng. Ăn xong, đột nhiên Vân đưa ra ý kiến:
em muốn mình tìm chỗ nào đó nói chuyện một chút. Được, vậy mình đi cà phê. Dạ. Khi vào quán, ngồi nhìn ra sông Hàn, Vân nhìn Khải nói với vẻ luyến tiếc. Quê Đà Nẵng của anh đẹp quá à. Em không ngờ đấy. Phải em à. Đột ngột, nàng nói một câu. Anh à, hôm trước khi ra đây, em cạn nghĩ quá nên mới nhận lời anh. Bây giờ bác trai cũng đã khỏe. Em muốn kết thúc sớm hợp đồng này. Trời ơi, sao thế nhóc? Lại có chuyện gì? Chẳng có chuyện gì cả. Gia đình anh tuyệt vời hơn em nghĩ nhiều. Em không muốn mọi người buồn em. Yên lặng một chút, nàng nói tiếp. Và nhất là em sẽ buồn lắm khi rời khỏi nơi đây. Ở càng lâu càng khổ anh à. Vừa nói, nàng vừa rút phong bì tiền hôm qua Khải đưa. Em trả lại anh cái này. Em chỉ nhận cuộc đi chơi. Như vậy em sẽ thấy thanh thản hạnh phúc hơn. Chàng trai lặng người. Chưa khi nào trái tim anh lại run rẩy dữ dội đến thế vì một người con gái. Nhóc à, đừng làm thế. Em sẽ làm ba má anh buồn đấy. Cả chị Huyền nữa. Chứ em biết phải làm sao. Em áy náy từ chiều qua tới giờ. Nàng nhìn vào mắt Khải. Đời em khổ nhiều rồi. Em không muốn tiếp tục khổ nữa. Em không muốn phải ân hận vì phụ lòng tốt của người khác. Nghe cô bé nói câu đó, lòng anh xao xát như có một cơn sóng biển ùa vào. Sự xúc động làm anh bàng hoàng. Anh lắp bắp nói một câu không còn do lý trí kiểm soát. Anh không muốn xa em. Đừng rời anh lúc này. Anh van em đấy. Khải nhìn vào mắt Vân. Anh muốn chính thức làm quen em ngay bây giờ. Đồng ý nhé. Nhưng cô bé còn đang ngẩn ngơ chưa kịp trả lời thì anh chàng đứng nhanh dậy. Ngồi yên đây, chờ anh khoảng nửa giờ có được không? Dạ, bao lâu cũng được. Anh đi công việc hả? Nhóc con đừng sốt ruột nghe chưa. Dạ không mà, em sẽ ngồi ngắm sông Hàn đợi anh. Khải hấp tấp bước vội ra xe, phóng nhanh như một cơn lốc. Ngồi một mình, Cẩm Vân có chút hoang mang vì không biết Khải nói đùa hay thật. Có lẽ anh chàng nổi cơn bốc đồng trong giây phút nhất thời. Nhưng cô cũng thấy lòng thanh thản hơn vì biết mình đã làm đúng khi đề nghị chấm dứt câu chuyện khó xử này. Dù có đau lòng một chút, nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh. Với cô, tình yêu là điều thiêng liêng vì nó rất hiếm hoi và quý giá, nên càng không phải là thứ để trao đổi hay đùa cợt một cách tùy tiện. Phải hơn 30 phút sau, Khải mới quay trở lại. Từ ngoài đường, anh chạy nhanh vào quán và dục Vân. Theo anh về nhà nhanh lên. Không đưa em đi chơi tiếp à anh? Để sau đi nhóc. Chàng kéo nàng ra xe, chạy nhanh về nhà. Đến lúc này thì Cẩm Vân hoàn toàn không hiểu Khải định làm gì nữa. Khi về tới nhà, vừa bước vào phòng khách thì Khải nhìn thấy Trâm đang ngồi với ba mẹ và chị Huyền. Cô gái đang sụt sịt khóc và nói gì đó. Thấy anh, mẹ Khải ngoắt con trai lại và hỏi: Thế này là thế nào? Bà Khải nghiêm khắc mắng con trai: Tao biết là sẽ có ngày xảy ra chuyện này mà. Thật là hư đốn hết chỗ nói. Trâm đứng lên nhìn Vân, rồi bước tới nắm tay Khải. Anh, nói cho mọi người biết quan hệ giữa anh và em đi. Chúng ta yêu nhau mà. Khải gỡ tay Trâm ra. Anh quay sang Cẩm Vân. Em ngồi xuống ghế đi. Ngay bây giờ anh sẽ giải quyết mọi chuyện. Anh ngồi xuống và chậm rãi nói một cách điềm tĩnh. Thưa ba mẹ, trước tiên con xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện lôi thôi này trong nhà mình. Con nói chuyện này cũng là để cho Vân nghe. Trước giờ, cách sống của con bị đánh giá là lăng nhăng, thiếu chín chắn. Con quan hệ với nhiều cô gái, trong đó có em. Anh chỉ tay sang Trâm đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Mà chính em cũng không thiếu gì bạn trai, kiểu như anh. Em có dám bảo rằng không phải thế hay không?
ngay từ đầu chúng ta giao hẹn như những người lớn với nhau, như thế nào? Còn chuyện anh nhờ tới Cẩm Vân, đây là việc riêng của anh, không liên quan tới em. Trước giờ anh vẫn tôn trọng em, nhưng em vừa làm mất đi sự tôn trọng đó. Mời em ra khỏi nhà anh. Từ nay chúng ta chấm dứt gặp gỡ. Anh, sao anh nỡ nói thế? Nhưng Khải đã quay mặt đi. Anh bước tới sát Cẩm Vân và ngồi xuống bên cạnh. Anh quay sang nói với cha mẹ: con xin lỗi vì đã định nói dối cha mẹ. Đây là việc do con chủ mưu, chứ Cẩm Vân không có lỗi gì. Thậm chí lúc nãy, vừa mới đây thôi, con bé này còn trả lại 20 triệu tiền con trả công cho nó, giả làm người yêu để bỏ về Sài Gòn đó. Vân nói với con rằng không thể tiếp tục nói gạt ba mẹ. Vừa nói, anh vừa lấy ra phong bì tiền 20 triệu để luôn lên bàn cho mọi người nhìn thấy. Sau đó, anh lại móc từ trong túi ra một chiếc hộp và nhìn Cẩm Vân, nói tha thiết: nhóc à, cho đến tận ngày hôm qua, anh còn chưa biết là anh yêu em đến thế. Khi em trả lại tiền và đòi bỏ về, em làm trái tim anh tan nát đó. Hãy làm người yêu của anh. Hãy lấy anh đi em. Anh xin lỗi em về tất cả. Vừa nói, anh vừa mở hộp nữ trang, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Cô bé ngồi chích sững, ngó Khải trân trối, cảm giác như mình đang ở trên mây, không biết phải ứng xử thế nào cho phải. Khi Khải định cầm lấy bàn tay cô thì Vân rụt nhanh lại. Cô bé rõ ràng đang rất hoang mang lúng túng. Có tiếng mẹ Khải cất lên: con gái à, hãy bằng lòng làm bạn đời của con trai bác. Cả nhà đều yêu quý con, con cũng biết thế mà. Chị Huyền phụ họa: đúng rồi đó em, chị đồng ý cả hai tay hai chân luôn. Trong khi mẹ nói, anh chàng láo cá này đeo nhanh chiếc nhẫn vào tay Vân. Cô bé ngẩn ngơ, không biết mình có phải đang nằm mơ không nữa. Chỉ có Trâm là buồn nhất. Cô lặng lẽ bỏ về mà trong lòng tràn đầy thất vọng. Cô tự nhủ: thôi kệ, được ăn cả, ngã về không. Trước tình thế đang có chuyển biến bất ngờ này, mọi người đang chăm chú nhìn Vân chờ đợi câu trả lời, thì chợt con nhỏ nhăn mặt hỏi Khải một câu nghe rất quất: nhẫn ở đâu ra mà anh có liền đúng lúc thế? À, em biết rồi, anh chuẩn bị cho tình huống này nhiều lần rồi phải không? Khải ngớ ra, anh bật cười: trời ơi mẹ, coi nó nói con kìa. Làm gì có, lúc nãy anh chạy đi 30 phút và để em chờ ở quán cà phê là đi mua nó đó. Nghĩ xấu cho anh không hà? Cẩm Vân nhìn ba mẹ Khải, cô cảm động nói: con rất xin lỗi hai bác về mọi chuyện. Thật sự con rất khổ tâm khi buộc phải nói dối ạ. Bác hiểu rồi, con đồng ý lời cầu hôn của con trai bác rồi chứ? Cô gái nghiêm trang nhìn Khải đặt vấn đề: em chỉ đồng ý khi anh đáp ứng một điều kiện. 10 điều cũng được, em nói đi. Chỉ cần một là đủ. Đó là anh chỉ có duy nhất một mình em thôi. Trước mặt ba mẹ, anh hứa sẽ chấm dứt cuộc sống lang bang trước kia. Em sẽ không còn thấy ai xuất hiện trước mặt anh ngoài em. Bà Khải lúc này mới phát biểu: bác sẽ làm chứng cho lời hứa này. Nếu con trai bác làm sai, bác sẽ xử lý. Cuối năm đó, một đám cưới long trọng diễn ra như mong đợi của nhiều người. Khải chính thức chấm dứt cuộc sống hoang đàn của một bad boy nức tiếng. Từ khi bắt đầu một cách sống nghiêm túc thì Khải như biến thành một người khác, đến nỗi Hiển rất lạ lùng về sự thay đổi này của bạn. Có lần anh hỏi Khải sau một năm đám cưới: thật khó hiểu, người như mày mà bây giờ chỉ biết cơm nhà quà vợ nhỉ, không chán à? Sao lại chán? Tao yêu Cẩm Vân mà. Khải đã nói thật lòng mình
vì sau một năm chung sống, anh mới hiểu ra một điều cơ bản. Khi người ta đến với nhau vì khoái cảm nhục dục, chưa chắc rằng sẽ có đủ tình yêu để tiến xa hơn nữa. Nhưng ngược lại thì khác. Nếu hai kẻ tìm đến nhau vì tình yêu đích thực, chắc chắn trong cuộc sống hôn nhân sẽ tràn đầy khoái lạc mà họ từng ao ước. Khải thầm cảm ơn trời đã cho anh gặp Cẩm Vân. Sự kết hợp tuyệt vời này đã cho anh cả tình yêu lẫn sự khoái lạc, đủ để quên đi cuộc sống trăng hoa ngày trước. Cũng như đã giúp anh có cái nhìn đúng đắn, khác hơn về nữ giới.